Tại sao có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước? Những trường hợp tuyệt đối không nên làm kẻo rước họa vào thân, tích ác nghiệp cho đời sau. Kính chào quý khán thính giả đang xem trên kênh Ngẫm Plus, quý vị thân mến. Chúng ta thường có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước để nói về sự ảnh hưởng không tốt từ đời cha ông đã ảnh hưởng tới đời con cháu như thế nào. Thực tế không chỉ có người châu Á mà ngay cả phương Tây họ cũng có niềm tin tương tự. Đó là lý do họ rất quan tâm tới dòng dõi gia tộc của một người. Vì thế, ta đã nghe qua không ít câu chuyện nhiều người muốn bước vào giới thượng lưu đã phải tự nói dối về nguồn gốc của mình. Thảm kịch về ví dụ cụ thể cho việc đời cha ăn mặn đời con khát nước đó là đại gia đình văn hào người Mỹ Ernest Hemingway. Từ đời cha ông xa xưa tới đời con cháu của họ đều mắc căn bệnh trầm cảm, bệnh nghiện ngập rượu chè và bệnh tự vẫn. Bố của Ernest Hemingway đã tự kết liễu cuộc sống của mình vào năm 1928. Sau đó, chính ông cũng đã đi theo cha vào năm 1961. Và 5 tháng sau, đến em gái của ông cũng vậy. 16 năm sau, em trai ông cũng ra đi như vậy. Rồi năm 1996, cháu gái ông cũng theo gót chân của những người đi trước. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Câu nói này mới nghe qua dường như có vẻ chống đối với luật nhân quả. Vì theo luật nhân quả, ai làm người đó chịu, không thể người này ăn mà người khác lại no, hay người này uống mà người kia hết khát. Hậu quả là do hành động mình gây ra thì mình phải chịu nhận lấy, không ai thay thế cho ai. Thế thì tại sao ở đây nói, đời cha ăn mặn, đời còn khát nước? Thực tế đã sống chung cho một gia đình, ngoài nghiệp riêng tạo ra, nó còn có sự cộng nghiệp chung trong đó. Nếu không có sự cộng nghiệp, thì chắc chắn không có sự quan hệ gắn bó tương quan qua lại, tình nghĩa cha con hay vợ chồng. Theo biệt nghiệp tức là nghiệp riêng, thì ai làm người đó chịu. Như cha phạm pháp thì cha phải chịu tù tội trước luật pháp, không ai có thể thay thế. Nếu xét trên bình diện cộng nghiệp, một người hành động sẽ ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, tùy quy mô và mức độ. Việc làm của người cha gây ra ảnh hưởng đến gia đình rất lớn về vật chất cũng như tinh thần. Ví dụ, các mối quan hệ làm ăn đổ vỡ, khó khăn trong vấn đề kinh tế gia đình, ảnh hưởng đến sự học hành lý lịch của người con. Ở đây chưa xét đến nghiệp riêng của người con như ảnh hưởng nặng hay nhẹ, tại sao người con lại sinh ra trong gia đình như vậy, vân vân. Đó là một sự cộng nghiệp chung của gia đình phải gánh chịu. Còn người cha bị pháp luật trừng trị, đó là nghiệp riêng của ông ta. Từ đó suy ra, hành động tốt hay xấu của mỗi thành viên trong gia đình hay trong một đoàn thể, rộng ra là cả một quốc gia dân tộc, đều có tác động ảnh hưởng chung. Vì thế mới có câu nói, tốt là tốt nem, tốt em, tốt chị. Hoặc một người làm xấu cả bọn mang nhờ, một người làm tốt cả bọn được nhờ, một con sâu làm rầu nồi canh, vân vân, và còn rất nhiều những câu nói tương tự như vậy. Nếu cha mẹ ăn ở thiếu đạo đức, thì người con dễ bị hư hỏng. Thí dụ trong gia đình, người cha thì hay rượu chè say sưa bè bét, còn mẹ thì cũng hay thích chơi bài bạc đỏ đen. Đã vậy, hai người còn xung khắc cãi vã dày dà với nhau mãi. Cuộc sống giữa hai người không có một chút hạnh phúc, cả hai đều sống buông thả như vậy, thì bảo làm sao con cái trong gia đình nên thân cho được. Bởi vì cha mẹ thiếu đạo đức thì làm sao dạy dỗ được con cái. Sau này con cái cũng có cuộc sống mang khuynh hướng bê tha rất cao do tiếp xúc với những chùm từ xấu trong gia đình từ bé. Cũng như câu nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp đứa con ấy lại nên người nhờ nhận thức riêng hoặc đi ra ngoài gặp cảnh trái ngược với gia đình. Ví dụ, người từ nơi bóng tối bước ra ánh sáng vậy. Nhưng thực sự con số này rất ít trong xã hội. Nếu đời cha là người ăn ở có đạo đức, hiền từ, có trình độ học vấn, kiến thức khá và có một đời sống cư xử gương mẫu, thì đời con chắc chắn phải là có ảnh hưởng tốt đẹp thơm lây. Trường hợp này thì nhan nhản trong xã hội. Ăn mặn là nhân mà khát nước là quả. Chính vì cha mẹ ăn ở không có đạo đức mà có thể gây ảnh hưởng hậu quả cho đời con gánh chịu. Đây là nhân quả tương đồng tác động ảnh hưởng bởi cộng nghiệp. Cách chấm dứt đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thừa hưởng cái hay của thế hệ đi trước, đồng thời cũng phải gánh chịu những hậu quả xấu của thế hệ đó để lại là một điều tự nhiên. Chúng ta không thể trốn tránh, mà thay vào đó là thái độ thấu hiểu,
rằng ta đang trả nghiệp trong quá khứ của mình. Tưởng rằng việc đời chưa ăn mặn đời còn khát nước là chúng ta cứ phải chịu những tác động do nghiệp tạo ra. Nhưng bên cạnh đó, chính ta có quyền thay đổi tương lai của mình ngay sau đó, chứ không hoàn toàn là cứ phải chịu đựng mãi. Hầu hết đối với những nghiệp lực dù xấu tới đâu, nhưng khi ta hướng tới điều thiện, thì tất cả các nghiệp đều được chuyển hóa, cho dù nghiệp lực đó có xuất phát từ góc độ nào hay đã xảy ra bao lâu đi chăng nữa. Khi hiểu rằng ta đang chịu nghiệp, thì ta phải tìm cách giải nghiệp phù hợp, chứ không phải đi xin thần linh hay tổ chức làm lễ là xong. Chính chúng ta phải thay đổi bằng việc làm điều thiện, hướng tâm vào những điều tốt lành. Việc này sẽ giúp cho không chỉ ta mà cả thế hệ sau tránh được hậu quả của tổ tông truyền lại. Ví dụ như có gia đình mẹ bị ung thư và các cô con gái cũng bị bệnh. Thế nhưng trong số đó có một cô con gái không chấp nhận hoàn cảnh này như người khác và cô quyết tâm ăn kiêng chữa bệnh, thể dục thường xuyên và thiền tập hàng ngày. Nhờ đó cô khỏi bệnh. Không những thế, hai đứa con gái của cô cũng không có triệu chứng bị ung thư ở ngực nữa. Có thể thấy, việc cộng nghiệp đôi khi đưa đẩy mình đến cái kết quả tiêu cực như người thân của mình đã làm trước đây, nhưng ta vẫn có quyền lựa chọn là tiếp tục hoặc thay đổi. Nếu muốn thay đổi, hãy chấp nhận rằng việc này không dễ và thậm chí phải chịu đau đớn. Nhưng nếu quyết tâm tới cùng, thì nhất định bạn có thể chấm dứt được tình trạng đời cha ăn mặn, đời còn khát nước. Vì thế, nếu muốn chấm dứt được tình trạng này, chỉ có cách chính mình phải tu tập chuyển hóa bản thân để cộng nghiệp gia đình sẽ chấm dứt trong đời mình và không còn tiếp tục đến đời sau. Những trường hợp tuyệt đối không nên làm kẻo rước họa vào thân và tích ác nghiệp cho đời sau. Tạo khẩu nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày cần phải lựa lời mà nói. Trước khi nói một điều gì đó, nhất định phải cẩn trọng và suy xét cẩn thận, không dùng từ đay nghiến hay làm tổn thương đến người khác. Biết nói lời hay ý đẹp là việc mà cha mẹ cần làm để tích đức cho con. Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó dẫn đến sự đổ vỡ trong các mối quan hệ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não, v.v. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Một câu nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ dai dứt cả cuộc đời. Bởi vậy, nhất định phải cẩn trọng. Có những người thường nói, tôi khẩu xà tâm Phật. Tuy lời nói ra không dễ lọt tai, nhưng tâm tôi thiện, không suy nghĩ gì xấu cả. Trên thực tế, nếu một người cả đời không làm việc thất đức và chẳng hại ai bao giờ, nhưng lại tạo khẩu nghiệp mỗi ngày, thường nói ra lời tổn thương người khác, đây cũng là đang tạo nghiệp ác, đời con cháu sẽ phải gánh đủ. Ham mê bài bạc rượu chè. Cha mẹ buông thả ham mê tửu sắc bài bạc rượu chè thì làm sao có thể dạy con nên người. Quả báo lớn nhất của những người làm cha làm mẹ này là những đứa con hư hỏng. Thực ra con trẻ như tờ giấy trắng, việc vẽ gì lên tờ giấy đó là do cha mẹ. Và những người cha mẹ đam mê rượu chè bài bạc đã không vẽ lên đó những điều tốt đẹp. Con cái họ không được giáo dục đàng hoàng thì không nên người, vậy thì cả đời sẽ bất hạnh, đau thương. Tương lai con cái là ở nơi cha mẹ, đừng khiến hình ảnh của mình trong mắt con trở nên méo mó, xấu xí, để rồi người tổn thất nhất vẫn là những đứa con. Liệu rằng sau này thấy con mình lớn lên trong bất hạnh khổ đau, cha mẹ có thể buông tay từ bỏ được không? Hay lúc đó lại thấy hối tiếc, giá như mình đừng xấu xa thì con cái đã ngoan ngoãn nên người. Ngoại tình phản bội. Vợ chồng là duyên nợ mà đến với nhau, vì có duyên nên mới nhận ra nhau trong muôn người. Là nợ nên mới gắn bó keo sơn, mới cùng nhau trải qua biết bao dông bão để xây dựng gia đình, sinh đẻ con cái, nuôi dạy chúng thành người. Việc một trong hai người vợ hoặc chồng phản bội ngoại tình thì không sớm thì muộn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Làm những việc trái với luân thường đạo lý ở đời, làm người bạn đời của mình phải chịu đau khổ, kẻ phản bội sẽ sống một đời cô độc. Hậu quả trước mắt mà họ phải nhận lấy là mất đi gia đình. Ngoại tình không chỉ khiến bạn đời khổ đau mà còn khiến con cái phải chịu tổn thương quá lớn và phải gánh nghiệp thay cho cha mẹ. Vì gia đình ly tán, những đứa trẻ lớn lên sẽ xem nhẹ tình thân, luôn sống trong mặc cảm, tủi hờn và cô quạnh. Còn những người suốt đời trần ai khổ sở,
sống không ra sống, đã bệnh tật liên miên lại còn nghèo đói cô quạnh. Hỏi ra mới biết, cha mẹ đã từng ngoại tình phản bội nhau để con cái bơ vơ. Những gì đau khổ họ đang phải chịu ngày hôm nay là gánh thay cho cha mẹ. Bất kính với cha mẹ. Tội bất kính là tội trời không dung đất không tha. Ai bất kính với cha mẹ thì cả đời khó mà ngóc đầu lên được. Rồi sau này già đi cũng sẽ bị con cái ngược đãi. Ai mà có thể thảo với cha mẹ thì cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn, hậu vận sáng sủa. Tội bất kính với cha mẹ thì trước sau gì cũng chịu quả báo. Rồi con cháu sẽ phải bị chịu vạ lây. Cuộc đời ngập trong tăm tối chẳng thể ngóc đầu lên được. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành trọn thời gian để theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.